Người chơi tiếp theo là Phùng Diệp Khánh, 13 tuổi, đến từ Hà Nội, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Chu Văn An. Tự cảm thấy mình có khả năng đọc và giới thiệu sách tốt, có khả năng cảm thụ và phân tích thơ. Diệp Khánh nay đến chương trình Văn Minh Lịch Thiệp hết mình dự thi, trường quay thân thuộc lạ kỳ, một lần thử sức rước về hân hoan. Cảm ơn ạ. Cháu 13 tuổi. Dạ vâng ạ. Ở lớp cháu giỏi môn gì? Cháu giỏi nhất là môn văn ạ. Môn văn, trời ơi. Kết thúc năm học vừa rồi là điểm văn được bao nhiêu? Cháu không nhớ, hình như 9,6. Thế cô dạy văn thường nói gì với cháu? Cô dạy bảo là cứ được thử một lần đi thi là đã là một trải nghiệm rất là quý báu. Thì mình phải biết trân trọng và cố gắng hết sức mình ạ. Hay quá. Cảm ơn cháu rất nhiều. Người chơi tiếp theo đó chính là bạn Phùng Diệp Khánh. Hai anh em ở hai đầu. Nào chuẩn bị, 90 giây bắt đầu, xin mời. Sắp xếp cây gì để gội đầu? Bồ kết. Bồ kết, đáp án chính xác rồi. Còn đấy? Hốt hả? Gieo để thành cây đấy. Hạt giống. Gì ạ? Hạt giống ạ. Nói to lên nhá. Rồi. Đúng ạ. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu sau? Mỗi lần bông lúa rung động chạm vào mặt, vào người, mùi lúa chín thơm lại phảng phất lẫn với mùi dạ ướt mới cắt. Mùi thơm đó làm cho chàng say sưa như men rượu. Có bao nhiêu? Hai ạ. Chưa chính xác. Bỏ qua ạ. Bỏ qua, đó là ba. Viết lại cho đúng từ. Ngào ngạt. Chính xác, chúc mừng bạn, tiếp tục, cẩn trương lên. Lên non, đón gió lấy trầm, xuôi ong lấy... Lấy mật, mật. Gì? Lấy mật ạ. Nói to lên, chú không nghe rõ. Rồi, tiếp tục. Còn đây. Đây là gì? Miệt vườn ạ. Gì ạ? Miệt vườn ạ. Miệt vườn, đáp án đúng. Đến mùa, quả cây... chín rộ. Chín rộ, đáp án chính xác rồi, tiếp tục nào. Vâng, thưa quý vị, có vẻ như bạn Diệp Khánh hơi bị tâm lý. Có vẻ là hơi bị tâm lý một chút. Cháu được 6 điểm. Chúc mừng cháu. Vâng ạ.